Vâng, Shop Car xin chào bác nhé. Thì hôm nay em quay cho bác lại cái con máy bơm ly tâm. Đây, em gắn đầu bơm ly tâm đây. Đó, thì con này em cho chạy liên tục trong khoảng 1 tháng rồi nhá, bác nhá. Đây, cây lá nó sắp bao trùm hết rồi. Đó, thì cái mẫu này là con động cơ 4860V hệ 500W. Đó, gắn đầu sên 76 và em đang cho chạy trực tiếp tấm pin mặt trời nhá. Đây, qua một cái tủ gọi là cái bộ điều khiển đây. Đây, đây là con IC điều khiển có nút chiết áp rồi kìa. Cầu dao em đấu nguồn vào thôi. Đây là dây nguồn vào này, dây vàng vàng này. Đó. Thì con này em cho chạy liên tục 1 tháng thôi nhá. Đó, chạy dòng dã luôn, ngày nào em cũng ra bật, xong rồi sáng bật, xong rồi tối nó hết nắng nó tự tắt. Đấy. Như vậy, ngày nào cũng chạy khoảng hơn tháng rồi. Đấy, thì là hôm nay em ra quay cho các bác xem cái sự hoạt động nó ổn định của nó. Đấy, vẫn chạy. Hôm nay là không nắng nhá. Bây giờ là khoảng 4 giờ kém chiều rồi. 4 giờ chiều này mà khu em đây này, các bác nhìn này, không một tí bóng nắng nào luôn. Đấy, không có nắng nhá. Không nắng nhưng mà hệ em thì nó vẫn ra được điện, tại vì là em lắp 4 tấm cơ. Đấy, vẫn ra được điện, máy vẫn chạy ok. Đây thì đoạn dây này em dẫn dài khoảng 40-50 mét. Thì ở những video khác ý, thì em đã giới thiệu cho bác rồi. Thì hôm nay em sẽ thứ nhất là quay lại con máy. Đấy, để cho bác xem độ ổn định của máy. Đây, bây giờ em sẽ ra cái vườn rau. Vườn rau mà em dẫn cái vòi ra đấy. Vòi rất là dài nhá. Đây này, là cái vòi này này. Đấy, nó lại vòng ra đằng kia thôi kìa. Vòng ra ngoài vườn kìa. Xong nó mới vòng lại cái chốt máy nhá, chứ không phải là chạy thẳng ở đây đâu. Đây. Đây, em có một cái vườn rau. Vườn rau ngoài này. Thì máy thì ngày nào em cũng bật rồi. Không bơm nước ở rau thì cũng bơm nước ở vào ao. Đấy, bác nhìn này. Bác nhìn lượng nước này. Đấy, ra rất là nhiều. Đây nhá, bình thường em cứ để cho chạy này thôi, chạy liên tục, ngày nào cũng chạy nhài. Hôm nào không nắng thì là thôi, còn hôm nào nắng thì cứ chạy nhài thôi. Đấy, bơm đầy ao, tại vì ao em có một cái ống để nó thoát nước ra ngoài ngòi. Đấy, nên là cứ thể bật thôi. Còn hôm nào mà rau nó, đất nó khô thì em lại mang vòi dẫn vào đây để tưới rau. Đấy, ngày nào cũng thế. Đấy. Thì cái con này em cho chạy liên tục khoảng 1 tháng rồi. Rất là ổn định, ngày nào cũng chạy luôn. Đấy, thì mẫu này em làm cho các bác cũng rất nhiều bác tin tưởng đặt làm và em đã làm rồi. Bác chạy về theo phản ánh lại, bác bảo chạy rất là ổn định. Đó, thì cái mô hình này thì bác nào có nhu cầu tìm hiểu hay là muốn làm, nếu như có đồ đạc rồi muốn làm, muốn tham khảo thì alo trực tiếp cho em. Thì bên em sẽ hỗ trợ bác làm, cũng không gì khó đâu, nhưng mà quan trọng là phải biết và có đồ đạc, có đồ làm. Đấy, không thì cũng hơi vất. Thì nếu bác nào mà không có thì muốn đặt hàng thì có thể alo trực tiếp bên em sẽ làm cho các bác. Đấy, mẫu này em làm riêng theo nhu cầu. Mỗi bác có một nhu cầu riêng thì em sẽ thiết kế cái đầu bơm này riêng. Đó. Đây. Máy chạy rất là khỏe. Bác nhìn này, không phải bóp vòi ra, nó phun xa như này. Đấy, tưới rau thì rất là ok rồi. Bác nào có giếng sâu ấy, giếng sâu thì bác phải lắp cái van hồi. Đấy, như chỗ em thì bác gọi van hồi. Còn như các bác trong miền trong thì hay bảo chỗ hút sâu ấy. Đấy, bộ hút sâu. Đó. Thì hôm nay em cũng chỉ quay qua thôi, quay qua về cái độ quay qua cho bác xem cái tình hình hoạt động của máy. Đấy, vẫn rất là ok. Đó. Thì ok, Shop Car xin cảm ơn các bác nhé. Chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả. Vâng, Shop Car xin chào các bác.